Ngày 16 tháng 8, Công an xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Phết Hiền, 35 tuổi, Nguyễn Danh, 25 tuổi, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào lúc 2 giờ 40 ngày 15 tháng 8, Công an xã Hòa Khương tuần tra trên tuyến đường vành đai DH4 phát hiện Hiền và Danh chạy về với chiếc xe mang biển kiểm soát 92F110906 chở theo một bao tải có nhiều biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Kiểm tra xong bao tải, công an phát hiện bên trong có 9 con chó đã chết, một súng bắn điện tử tự chế, bình xịt hơi cay, ná cao su, đèn pin. Hai người này sử dụng súng điện tử tự chế, bình xịt hơi cay, đi trộm chó tại nhiều địa phương thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Sau khi trộm được 9 con chó, cả hai trở ra Đà Nẵng tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Theo Công an xã Hòa Khương, Hiền có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.